mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Dùng tâm bình thường để học Phật. Lộ giao chi mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm. Dịch là: trải đường dài xa biết sức ngựa, lâu ngày chảy tháng rõ lòng người. Kẻ học đạo không phải chỉ một ngày một đêm mà có thể học được Phật Pháp, cần có thời gian lâu dài để thể nghiệm đạo lý Phật dạy. Theo đạo lý đó mà tu hành mới có thể thành tựu được. Người chân chính nhận thức được Phật Pháp thì chẳng kinh hãi, sợ sệt, chẳng vui, cũng chẳng buồn. Phật Pháp thì như vậy, chẳng có gì đáng lo âu, khiếp sợ, cũng chẳng có gì đáng vui hay đáng buồn cả. Phải luôn giữ trạng thái như bất động, liễu liễu thường minh, vì đó chính là bản chất của Phật Pháp vậy. Ha ha ha,